Ghê mà khó đi. Cái này là rắn, rắn lột. Lấy nọc, lấy nọc. Rượu hả? Để đi đi tiếp. Lột da thì biết ra đây mà không nói bạn hả? Chị lấy ra cho khách vô. Bị nó đương lột da. Sếp sợ, sinh lính cũng sợ luôn. Cái này là bị ảnh hưởng của ảnh hưởng. Phải không? Ấy cái nón là tí giờ lấy nha. Cái nón đã đang ăn luôn hả? Hả? Tí đủ bữa nào đi. Rồi, nào đi nhậu đi. Để đi nhậu không? Không, bữa nào đi cái chỗ gì đó. Được không? Vậy giờ đang đi. Đang quay luôn nhắc nữa được không?